Kinh văn: Kỳ nhân thành bất giác chi ma trước, diệt ngôn tự đắc vô thượng niết bàn, lai bỉ cầu thông thiện nam tử xứ, phu tỏa thuyết pháp, thị nhân hoặc phục, thủ chấp hỏa quang, thủ toát kỳ quang, phân ư sở thính, tứ chúng đầu thượng, thị chư thính nhân, đỉnh thượng hỏa quang, giai trưởng sổ xích, diệt vô nhiệt tánh, tẳng bất phần thiêu, hoặc thượng thủy hành như lý bình địa, hoặc ư không trung, an tọa bất động, hoặc nhập bình nội, hoặc xử nang trung, việt rũ thấu viên, đẳng vô chướng ngại. Duy ư đao binh, bất đắc tự tại, tự ngôn thị Phật, thân trước bạch y, thọ tỷ khưu lễ, phỉ báng thiền luật, mạ lị đồ chúng, yết lộ nhân sự, bất tị cơ hiểm. Việt dịch: Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã được vô thượng niết bàn. Nó đến nơi người tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp, người đó hoặc nắm lửa trên tay, gom lửa lại, rồi trải ra trên đầu tứ chúng đang nghe pháp. Lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước, mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy. Hoặc nó có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi sách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà không ngăn ngại. Duy chỉ đối với binh đao thì không được tự tại, nó tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y phục cư sĩ để cho tỷ khưu lễ lạy. Nó hủy báng thiền định và giới luật, mạ lị đệ tử và giao bảy lỗi người khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tị. Giảng: Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã chứng được quả vị vi diệu vô thượng niết bàn. Nó đến nơi hành giả tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp, người đó hoặc nắm được lửa trên tay, nắm lửa trong một bàn tay, gom lửa với tay kia lại rồi giải lửa ra trên đầu của tứ chúng đang nghe pháp. Nó bỏ lửa trên đầu từng người một trong thính chúng đến nghe pháp, lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước. Khi bỏ lửa trên đầu thì còn nhỏ, rồi lửa cao dần, dần cho đến vài feet, mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy, dù họ không dùng bất kỳ vật gì cách ly với lửa. Hoặc nó, người bị ma gá, có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, chẳng có gì giữ cho anh ta lơ lửng trong không, nhưng anh ta có thể ngồi yên trên đó, hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi sách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà không ngại. Cửa sổ cửa lớn dù bị đóng, nhưng nó có thể đi qua một cách dễ dàng mà không cần mở, mà chẳng vướng chút chướng ngại nào. Duy chỉ đối với binh đao vũ khí thì không được tự tại, nó sợ bị đâm bằng dao hoặc thương kiếm, đó là vì nó vẫn còn thân vật chất đang ngăn ngại. Cho dù đã có năm thứ thần thông, nó vẫn sợ bị thương tích do các loại binh đao gây nên. Nó tự tuyên bố là đã thành Phật, nhưng mặc y phục của hàng cư sĩ chứ không mặc y phục của hàng xuất gia. Để cho các tỳ khưu lễ lạy mặc y phục cư sĩ nhưng lại nhận sự lễ lạy của các vị tỳ khưu, nó hủy báng thiền định và giới luật, xem đây là loại vô ích và không hợp lý. Nó mạ lị đệ tử và giao bày lỗi của người khác, nó phơi trần lỗi lầm riêng tư của người khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tị. Kinh văn: Khẩu trung thường thuyết thần thông tự tại, hoặc phục linh nhân, bảng kiến Phật độ, quỷ lực cảm nhân, phi hữu chân thực, tán thán hành dâm, bất hủy thô hạnh, tương trư ổi tá, dĩ vi truyền pháp. Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy được cõi Phật, cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc người ta. Nó tán thán tham dục, không từ bỏ những việc thô tục, làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền pháp.
Giảng, nó thường nói đến các loại khác nhau của thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy được cõi Phật trong suốt khắp cả mười phương. Cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc người ta. Thực ra chính nó không có được năng lực công phu gì cả. Điều mà nó tán thán nhất là tham dục. Nó nói, đó thật là điều kỳ diệu nhất, đó là nguồn cội của Bồ Đề và Niết Bàn. Nó không từ bỏ những việc thô tục. Nó nói, chẳng có gì sai trái với việc ấy cả. Đừng bận tâm với việc giữ giới làm gì. Làm những hạnh bất tịnh, cho đó là chuyển pháp. Nó sử dụng tất cả những việc bất tịnh, cho đó như là phương tiện để chuyển pháp.